ơi. Em ơi. Sợ mình đâu ấy nhỉ? Sợ đi đâu nhỉ? Nhà bóng tanh bếp thì mùi tanh thế này. Em ơi. Em ơi. Điên này, đi đâu rồi em ơi. Em ơi. Đâu rồi? Đi đâu vắng tanh vắng ngắt thế này. Cơm nước thì không nấu. Tài thật ấy. Tài thật. Ôi đau lưng ạ, mệt lắm, nặng quá. Bếp chưa đun nấu cơm nước gì, đi làm về mệt. Không thèm nấu cơm. Ừ. Biết là mỏ đi đâu nữa. Tí về thì điệu hồn. Đập trong trận. Bắt đi làm về mệt mệt, bây giờ lại con mặt nấu cơm cho ăn. Thêm làm cái bếp thì xong đâu, bây giờ nấu cơm, còn lau bao lau bao lau bao, số mình nào, mấy người con vợ, vừa ác, suốt ngày thì nói, là ác thì bây giờ còn lười nữa chứ, bao giờ nó hết cái bệnh lười được, càng ngày càng lười, nó cứ ỉ lại rồi có cái thai thôi, nó không làm. Thì phải chơi, xong quát chồng. Tí về liệu hồn, tao xem đi đâu ấy. Chết rồi ta. Càng ngày càng lười. Bếp. Nước không có đồ uống. Tay, hết cả tay luôn. Cô đâu, đâu bây giờ mới về hả? Hả? Về nhà cơm nước cũng không nấu. Mấy cái gì? Bảo ở nhà bây giờ đi đâu mà chân tay lém luôn bùn đất đầy này. Hả? Xúc cái gì? Sao mặt mũi bẩn thế? Hả? Làm sao mà cả quần áo chân tay bẩn hết thế này? Hả? Làm sao mà đau chân tay? Làm sao mà bẩn hết thế này? Đấy. Bắt tôi làm đây. Tiền này, mang về đây. Xong là ở nhà thì đi đâu mà chân tay bẩn như là đi nghịch đất, nghịch bùn thế này. Cơm nước không nấu. Sao mà có loại đàn bà gì mà lười. Đang người ấy, đừng mà nói lán. Lắm cái gì? Này, bùn đất này, mặt mũi làm sao mà bẩn như trâu này. Con rửa nhá. Mẹ rửa. Con xem nhà con.
nhà nghỉ đi mẹ. Mẹ thái cà chua với đậu cho. Ừ, thế mẹ hộ con với. Thế từ hôm nhà con nó có đến mẹ với mẹ không? Không, không. Lâu lắm rồi, từ hôm ấy rồi. Thế vợ, con vợ nó có đến ha? Con vợ nó cũng lâu lắm không đến. Tưởng là nó vẫn đến để quấy nhiễu nữa, chắc chuyến này nó có tiền rồi nên là nó không đến nữa. Hôm nào lúc nào hết tiền là mới đến. Bổ ra như thế này hả con? Vâng, mẹ bổ cho con để cho con rán xong con có cà chua. Hôm nay mưa đấy mẹ. Mưa. Mưa. Buồn ngủ thật đấy. Giờ con thì đau hết cả cái chỗ đầu. Mẹ cũng đau mà. Đó, mẹ cái thái con dùng con rán. Ăn thì ngon thật đấy mẹ. Ừ. Thành lắm. Làm hộ nhau làm tí mà. Làm nhiều mệt. Mẹ để được con mẹ không? Ôi mẹ làm không, cái này chắc lấy rau cải về rắc thôi con ạ. Ừ. Con đang bảo chúng con cải. Ừ. Mẹ cứ để được con cứ làm. Mẹ nhặt hộ nhau làm không lấy rau cải về rắc thế. Con bẩn như trâu như bò này. Người thì một người, nhà cơm nước không đâu thì đâu. Hả? Sao mày lười thế nhỉ? Về nhà bắt người ta đi làm, về làm, về nào. Nào là bếp thế. Không có đun nước, đun nước thì cơm không nấu này. Đi làm dậy thì sáng sớm đi làm ở đây làm vất vả, đau hết cả lưng. Về nhà thì mặt mũi thì đen xì như kiểu là... Anh đấy thôi, đau đầu quá. Đau đầu cái gì? Lười. Tôi đang mệt, tôi nói ít thôi. Ít ít cái gì? Giờ này cơm nước chưa nấu, đi mà nấu cơm đấy. Gà đâu mà nấu? Mở thùng gà ra xem còn không? Đấy không biết đồ mua vào đây à? Có tí hết gà rồi à? Còn có tí gà rồi đâu? Thế sao lúc anh đi không bảo? Tôi bảo là mắm muối về chính nhà hết cả hết rồi còn gì nữa. Tôi bảo đi thì anh về thì anh đi mua đi còn gì nữa. Thì anh mua chưa? Anh đi về không à? Thế tiền cái gì? Họ hết. Quên mất rồi. Thế thì nấu cái gì? Ăn cái gì? Thế bị làm nào nhịn à? Đâu mệt đấy, tôi không biết đâu. Mệt quá. Thế sao cô ở nhà cô biết đi mà mua thì còn được phải chờ tôi nữa cả? Tiền ở đâu? Anh mang hết cho chị ta là tiền ở đâu mà mua? Tôi biết hết cả, tôi đi sang mẹ tôi xin. Xin gì nào đâu? Sự đâu? Tôi sang xin nhưng mẹ đã gặt đâu.
Thế làm sao mà không gặt mà từ đi từ nhà mẹ về đây mà mặt mũi nào, chân tay nào, nào cổ kiếc nó sướt hết là thế nào? Lý do làm sao đấy? Đi hỏi con vợ của anh ấy. Hồi vừa cũ của anh ấy, nó vừa đánh tôi xong này này, sướt hết cả người rồi đây này. Chân tay đây này, đang đau bụng thì chớ, nó vật ra nó đánh tôi kìa, nó trèo cả lên người. Rồi. Sao lại ủ sướt hết cả người? Đang đau hết cả bụng còn sướt vào đây này. Chết rồi. Sao lại tự nhiên lại đánh nhau thế? Ôi dồi ôi, em đi ra trên đường về em gặp chị, em thấy chị tờ rơi, em hỏi chị là chị tìm thấy cháu chưa? Thế là chị nào, chị hiểu mất con, chị bị điên, chị cứ lao vào chị túm em, chị bảo em bắt cắp con chị, cứ bắt em đi lên công an. Em phải chẳng đi, chị cứ túm em vật em ra, vật lượt tóc lôi đầu em. Thế em thoát ra rồi em chạy, rồi chị lại túm em lại lôi em lại. Thế là chị trèo lên người, túm tóc giật đầu, rồi bắt em đi lên công an. Ôi chị giật tóc, chị lôi em như thế này, chị lết, chị lôi em đi. Ôi dồi, chị túm tóc. Chị vật em ra, túm dí đầu xuống. Ôi dồi, hỏng hết vợ tôi rồi, chết rồi. Em bảo em đang đau bụng rồi, để em đi về. Chị cứ không nghe, chị cứ lôi bắt em phải đi vào công an. Chị cứ đổi đi cho em này, em bắt cóc con chị làm gì? Sao tự nhiên lại gặp nhau ở đâu? Em đi trên đường về, gặp đoạn ngã ba ngoài kia. Ừ. Đã đau bụng thì chớ rồi, đang còn đi về thì nghỉ rồi. Gặp chị trên đường. Ôi bây giờ làm. Để tí nữa tôi sang xem. Đánh vợ tôi hỏng hết rồi, người. Còn gặp mẹ nữa, mẹ cũng bảo em. Cả mẹ nữa. Mẹ vào mẹ can xong mẹ bảo em là em cũng bắt cóc con Lan. Em nào được bắt cóc con Lan. Sao mà cứ đổi oan cho mình là thế nào nhỉ? Hôm nào cũng thế, cứ đổi oan cho anh là bà là vợ chồng mình bắt cóc. Bực thế chứ. Bà vợ chồng mình lười, không chịu làm gì đi bắt cóc con đó để đi bán lấy tiền. Mình ai mình cứ lương tâm mình làm việc đấy. Em bắt cũng nghèo mà không làm việc đấy được. Đòi tí nữa đi với anh. Đấy còn bảo em là em xui anh đi bắt trộm chó chị đấy là làm biết. Bảo anh toàn cho ăn cắp thôi. Thế nhỉ? Thế này chúng ta bảo vợ chồng mình chả làm cái gì, chỉ suốt ngày dình vào ăn trộm ăn cắp nhà nó. Đó, anh xem vợ anh. Thế nhỉ, tí nữa mình sang xem thôi. Cả mẹ anh nữa. Tiền quá rồi đấy. Mình làm mình ăn, mình có đi ăn trộm cắp gì đâu. Đấy, anh còn cho chị ta tiền đấy, thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Sáng mắt chưa? Không phải bảo anh đi ăn trộm ăn cắp. Bực thế nhỉ? Anh dại chưa? Anh thấy chưa? Sổ hết cả máu. Thế thì em gặp cô ấy ở chỗ nào? Về chợ về nhà này hay về chỗ nào? Chả biết được, gặp mẹ thì em thấy mẹ cầm một túi đâu sách sang cho chị ta, kéo hôm nọ từ châu bà cho hết chị ta rồi. Cái sách nhiều đồ lắm, chắc là cậu đi sang thăm chị ta rồi. Ừ. Còn chả hỏi an em thì bà đuổi em về, xong bắt đầu chửi em. Xong rồi sách dìu chị ta đi, còn cả túi đồ nhiều lắm, em thấy nhiều lắm. Thế mẹ có đánh em không? Không, mẹ chỉ chửi em thôi. Mẹ bảo em là ăn cắt với cả đánh con lạ, nó cắt con làm bán lấy tiền tiêu. Rồi, tí nữa sang ấy chửi yêu một trận va vơ vẩn, dám đổi oan cho vợ chồng mình chưa? Thế nhỉ? Ngu chưa? Ngu cái gì? Để anh sang ấy xem nào. Ở nhà đi. Em làm tầm ở nhà nghỉ đi. Ở đấy em đi cùng. Không phải đi mệt rồi, để anh đi sang đấy anh đi xử lý cho. Đấy rồi em đi cùng. Không đi nữa, em ở nhà nghỉ đi, đi sang đấy tí nữa nó va chạm xong nó lại ủng nó lại ngã ra. Em ở sang đấy đi cùng. Thôi được rồi, thế đi. Em buộc cái tóc rồi. Thế cô ấy ở nhà cô hay là ở nhà mẹ? Chắc ở nhà chị ta thôi, thế mẹ xách đồ rồi thăm chị ta, chắc chỉ có sang nhà chị ta thôi. Rồi đây đi, đi sang xem nào. Đi sang. Chết rồi.
rồi, toàn có mẹ thăm rồi. Ừ. Ăn này là cho nó mát. Cơm thôi. Cơm thôi. Mày đói chưa mẹ? Bình thường ấy, cũng hơi hơi đói rồi. Làm việc mới đói, không ở không nó cũng chẳng đói đâu. Mẹ ăn đi mẹ. Cơm được không? Ừ. Mẹ ăn đậu. Ừ, mẹ ăn đậu. Mẹ ăn đi. Ừ, cơm con. Vâng. Mẹ ăn cơm con. Ừ. Rau non thật. Ừ, ngon lắm. Con cũng từ hôm con chồng con chả ngó đến nơi. Ở dưới kia mẹ ngập rồi. Ghế dài lắm. Vâng. Mẹ ăn nhiều đi. Ăn nữa. Đang ăn. Lâu không được ăn canh sáng ngon nữa. Mẹ ăn đi mẹ. Ăn nữa. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ còn mà. Mẹ cứ ăn thôi. Mẹ khóc khóc này. Ăn. Mẹ ăn đi. Mẹ còn. Mẹ ăn lấy sang rồi, rồi viết tay luôn. Đây em, đây. Mẹ bọn này vô ba vô vẩn. Sao không có đó làm gì, có mà hùng hổ không? Sao đập cho một trận luôn. Đám mấy vợ này. Anh nhanh lên nha. Hôm nay anh nói với em nói. Đánh nó thế tôi biết tay. Ôi vợ. Đấy. Là cái gì không? Hoài. Chết rồi. Mà anh này. Thái được coi ra chưa? Mày bên em rồi. Anh lên đi. Anh vợ tôi à? Ai đánh vợ anh? Là thế là thế đó. Hả? Tôi đánh vợ anh bao giờ hả? Bỏ cái đây đi. Cô bỏ anh? Đánh rồi, thúc đẩy đánh đi, đánh đi, đánh đi. Thúc cả người bao giờ. Con này nó gây sự trước ấy. Tôi phải xử nè, vợ tôi trước hết cả người ấy. Cô ác không vợ không? Cô ác đây này. Nó có đánh vợ người ta đây này. Chém vào lên người. Tôi đã cố tình đi rồi, bắt đầu nó cũng gây sự này. Tôi chả có gây sự gì hết nhá. Tôi đang đi ăn, nó tránh tôi. Tôi thì tôi hỏi thăm chị, và là chị cứ bảo rồi qua thứ tư. Cô ác không vợ đâu. Mình khỏi cái gì. Nó đánh đi, chị bảo rồi tôi bắt cóc con chị. Về, mình ăn cái gì. Bỏ cái cây ra để cho tao ăn cơm chứ. Mẹ em không nể tao ra. Bà nó vào hùa chửi ra con. Để nó đánh được. Nó không đánh. Nó không đánh thôi, chẳng nhẽ thôi đánh lại à. Đấy, con này nó một bác là trưởng có đi đánh chị ta để làm gì? Con này con à? Con này là nó gây sự trước. Tôi chẳng gây sự gì hết. Con này nó gây sự gì chị cả. Chị bật nó ra. Bà tôi bảo bí này làm sao nó gây sự không? Bà tôi không để cho tao ăn cơm à. Không để tao ra. Đấy. Đấy.
Bà mày
đánh đi. Mày em hoan không? Đó. Mày thì mày em với mày mày đừng có tao tao đấy. Đánh đi, đánh đi. Bảo mồm bây giờ. Tao cho ai là quyền của tao? Đấy. Bà thì lúc nào cũng cho. Chỉ cho người khác thôi. Cháu thì người khác thì ai? Nhà vợ chồng con thì mẹ không cho được một tí nào. Lấy được có mấy triệu bạc xong rồi là cầm bà thì kể lên kể xuống cho nó bao nhiêu tiền thì không nói gì cả. Đấy, có cho gì nào? Đá đi, đền tiền ngay cho tôi. Đó, tiền này, tiền nào, tiền nào, tiền. Đền tiền ngay cho tôi. Tiền. Đi, tiền. Tí nữa không trả tiền con lâu này. Tiền. Đá đi. Đá đi. Tao nhà tao còn tao phá được cái tao phá đi. Mà phá đi. Mày đánh nữa tao phá tao đốt nhà luôn. Đốt đi. Không phải thái. Mày đốt đi. Mày tính được không? Mày. Mày ác rồi nhá. Mày xem cái nào đúng cái nào sai nhá. Một tí là mày giơ tay một tí giơ tay nhá. Ai bảo nó đánh vợ con thì tính với người này. Đánh đi. Biết là nó đánh tôi như thế nào không? Đánh đánh tôi. Ôi, cô có mặt tôi cô đã á, cô lại. Đánh đi. Mày. Ai à? Ai à? Đi đâu đâu? Đi đâu đâu? Ngu này. Bà đó. Ngu này. Ôi được rồi. Để cô xem. Bà đấy. Bà lúc nào bà cũng bênh thôi. Bà chỉ giỏi bênh thế thôi. Mày mất đức không thôi. Mất cái gì? Mày không biết cái nào sai cái nào trái. Chỉ có ba ơi, mẹ đúng không? Chỉ giỏi bênh đó. Bênh cái gì mà bênh đâu 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 sai. Xuống cái gì? Xuống cái gì? Này, xuống cái gì? Mày đánh chúng ta. Này, mày đánh chúng ta. Bà. Đấy, đấy, đấy. Bà gì lúc nào cũng thế. Thế cái gì? Không bênh nó bao giờ. Quan là bênh gì? Bênh gì mà bênh? Mày phá cái tao à? con còn tránh gì, con còn không dám, con không muốn động chạm gì đến cái con này hết.
không thèm chấp bọn nó nữa. Đấy, thế mà bắt đầu nó cứ chặn đường con, nó lôi con lại chứ. Lôi con lại đăng đường. Này, tôi hỏi này, chị đánh tôi này, xuống hết vào mặt cái khói này. Không phải kệ. Ôi, nó bảo cô rồi, dặn rồi. Là gặp nhau tránh nó ra. Không có... Mình tránh ra mỗi người nhìn trong câu được. Tôi tránh rồi. Tôi tránh rồi, bà con này nó vẫn còn xô xô vào người tôi ấy. Tại con này tôi không buồn nói, tôi không buồn chấp rồi. Nó không buồn, buồn chấp rồi, bắt đầu nó còn kéo tôi lại. Cái mồm cô không buồn đâu. Đấy, tôi không thèm chấp cô ta. Tôi đã tránh đường rồi, này, mà nó vẫn còn lôi tôi lại. Xong nó cứ rủa, rủa tôi, rủa con tôi. Anh ấy bảo là em gặp em phải tránh nó ra rồi. Là gì, nó còn sáng thế, nó còn kéo tôi xuống, nó đánh tôi trước đấy. Thì tôi một lúc đấy tôi mới đánh chị, đánh tôi trước đi, chị lôi nó lại, em con này một cái mồm không cãi nhau nữa, im đi anh ta, không cãi nhau đâu, em còn tránh không được cái con này, anh gì đúng anh sai thôi chứ, tua vào người tôi nhá, tôi sắp sát đây rồi đây này, con này còn đánh cả con này, còn thấy chưa, còn thấy chưa, anh ta, hùng hổ lắm à. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà phải biết là cái nào đúng là sai. Hùng hổ, hùng hổ nó sao sai khi nào mà bây giờ, bây giờ bây giờ hô bỏ thôi. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Con thấy chưa? Con biết cái tên chưa? Con chưa? Thấy chưa? Con làm sao? Lấy một hai đi. Sướng chưa? Con thấy biết. Đây người đây này, không 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 ấy. Anh bây giờ nói không biết đâu. Thế là phải đám rồi. May là người ta gây chuyện. Này, không phải đấy. Đấy đấy. Ở sao đây con muốn xem là bên này. May là người ta. Ai đúng ai sai? Mày thấy chưa? Thôi thôi, không phải nhau nữa. Ta đã tránh rồi, mày còn tránh cương tao à? Hả? Tao ra ngoài nữa. Đấy, 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 đấy. Ô, không phải đâu, tao không nói. Anh ra, anh phải ra. Con không nói nữa. Cô thì cũng ác lắm cơ. Cái mồm anh đây, anh bảo. Tất cả chuyện này gây ra cái mồm con này hết luôn. Thôi. Đi mồm anh. Con này là thôi đi về đấy, không gây ra không cái mồm. Không cãi nhau nữa. Đấy, anh đại bảo đi. Tôi đi về đi anh. Con anh nữa, anh bảo. Anh ra đây, lấy cái mồm của tôi đây. Anh này, anh còn thấy người ta. Đấy, đấy, đấy. Thì bây giờ em biết là phải sang đây, phải ghé cả hai bên đi. Em cũng sai chứ không phải em cũng sai đâu. Con này là sai tới đâu cũng không ngủ các bạn. Con này là cứ không ngủ ngủ nhưng mà với em sang em sai là nhiều. Đó. Chủ yếu là với em là sai là chính chứ bây giờ người ta. Đó là người đây đầu tiên hết. Bây giờ cứ thấy là lạnh đi xem nào. Cứ thích đối diện cơ. Nó đối diện thì nó cứ xô vào nó ấy con ấy. Em còn hay gây sự nữa cơ. Đi về. Đi về. Đi về. Bỏ tay ra. Ô đi về đi con điều hồi với tao. Đi về. Anh còn bảo con ở đây là cái gì? Ở đây là cãi nhau. Em chỉ em sai chính rồi. Đi về. Đi đi. Anh lại lấy công bằng của tôi xong rồi. Anh này. Anh hồi thế rồi. Anh này. Cô sai nhiều rồi. Cô về hết con đường hồi chưa? Cô chết với tôi rồi. Anh đợi nhá. Anh phải hả? Sang đề cho tôi nhá. Cô ơi. Được rồi. Thôi em để tí nữa về anh. Anh đem hồi quay. Anh về anh xử lý. Con này ra luôn. Còn em nữa. Anh chị ơi. Đi về. Tôi nói tôi xử lý rồi. Đi về với tôi. Bỏ. Đi về. Bỏ tay ra. Ở đây là cái gì? Cái này. Đấy. Cô ngoan quá cơ. Đi về nhà tôi vừa mà đánh nhau. Có chuyện xảy ra không? Không ác thì làm sao như thế? Đi về nhà tôi vừa mà đánh nhau. Về cô kể lể các kiểu xong rồi là về tôi mới bực. Thế sao này? Hả? Thế sao này? Cô qua này. Thế sao? Đi về đi. Các người về nhà các người cái này. Đi hùng hổ lắm à? Hả? Cái mồm cô ác thế này là còn đi về. Chúng mày đi về đi. Đi về nhà. Đi về nhà. Tôi là tôi xử lý cô. Đấy. Cô biết anh. Cái hùng hổ lắm. Cái hùng hổ lắm. Hùng hổ lắm. Mày tới. Cô về cái hội với tôi. Mày đi về nhà mày. Đi về. Con này đã kinh khủng luôn. Có tưởng anh như thế nào? Anh hùng hổ lắm hả? Sang này để đó để cho tôi đánh chứ không? Chả được thế. Ô, phải không? Đi nữa cô về nhà, tôi hiểu với tôi. Qua đây tôi không thèm nói đâu. Không nói. Tại cô mà đấy. Đi về về mà dạy nhau đi. Suốt ngày nó đến nó gây sự với con thôi. Lúc nào cũng thế. Đấy mẹ xem hôm nay mẹ chứng kiến từ đầu đó. Nói không được đâu. Nó về nó xui, bắt đầu nó xui trương xong bắt đầu là nói. Nó đến nó phá hoại đây này. Đây này, mày thấy không? Đang ăn nó đến nó đập nó phá hết đây này. Còn với cái nó ráo đến mức độ thế. Đó. Nói thì bảo mẹ ác. Người ta bảo giờ đánh tránh đi ăn, mình ăn nó đến nó còn phá đây này. Nó về nó xui chồng nó đến nó phá đây này. Để cho con mẹ. Con mẹ ăn một miếng mà mình không ngon. Thế để con đi nấu cho mẹ ăn nữa nhá. Không ăn nữa. Làm có tâm trí nào mà nuốt được nổi nữa bọn này nữa. Cái bọn này. Làm cho mẹ ăn sao là con ăn miếng không ngon.
Đây. Đây nó phá hết cục mình đi này. Còn cái cãi nói chả nói được chịu. Mẹ đi lên đi vào trong nhà để chứ nghỉ cho nó. Cái bọn này nó láo lắm, con vợ thì láo chứ để cho ăn chui thế nọ thế kia thôi. Bắt đầu là để lấy lên nó trồng một cái dân chỉ này thế. Con này ha, sống cả sống được lâu rồi mà, cái con này sống được lâu rồi.